Đình Trọng tổ chức đám cưới tại Hà Nội, dàn tuyển thủ Việt Nam góp mặt, sau 9 năm yêu nhau, Trung vệ Đình Trọng và nàng Vđ AJ Huyền Trang, biệt danh Trang Heo, đã chính thức về chung một nhà, cả hai tổ chức lễ thành hôn tại quê cô dâu ở Điện Biên mấy ngày trước. Đến tối ngày 24 tháng 9, lễ cưới ấm cúng của cặp đôi diễn ra ở Hà Nội với sự tham gia của dàn khách mời nổi tiếng. Đó là hội tuyển thủ Việt Nam những đồng đội của Đình Trọng ở đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ Anh từng thi đấu. Trong đó có thể kể đến những cái tên đình đám như Văn Toàn, Văn Thanh, Tiến Dụng, Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đức Chinh, cựu tuyển thủ Việt Nam Ngân Văn Đại chia sẻ trên trang cá nhân, bức ảnh cưới cực xinh của Đình Trọng và Huyền Trang với sự xuất hiện của con trai đầu lòng có biệt danh Luffy, còn gia đình tiền vệ Quang Hải cũng đã khoe ảnh chụp cùng Đình Trọng khi đến dự lễ cưới. Đình Trọng hôm nay diện vết bảnh bao, đeo hoa cài trên áo. Bên cạnh anh, cô dâu trang heo xinh đẹp trong bộ váy cưới lung linh, Đình Trọng và Huyền Trang hẹn hò đã được 9 năm. Chuyện tình của cặp đôi được người hâm mộ ủng hộ bởi sự gắn bó. Lâu bền, không drama, Huyền Trang đã bên cạnh Đình Trọng từ khi anh chưa có gì trong tay, đến hiện tại là cầu thủ nổi tiếng với nhà lầu, xe hơi sang trọng, những lần anh chấn thương, Huyền Trang thường xuyên ở cạnh chăm sóc và cùng anh vượt qua khó khăn. Đình Trọng luôn trân trọng sự đồng hành của bạn gái trong cả sự nghiệp và cuộc sống.